Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình thời sự trưa chủ nhật ngày 28 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường. Hơn 1.500 vận động viên và người dân hưởng ứng ngày giải Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 29. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 bước vào ngày làm việc thứ hai. Tại hội nghị, báo cáo viên là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa 13 trực tiếp quán triệt các chủ đề tập trung vào vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới của nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13. Trong sáng nay, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ quán triệt chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Hội nghị được thực hiện trên 7.430 điểm cầu từ trung ương đến cơ sở, cùng với các điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế kết nối với 14 điểm cầu cơ sở với sự tham dự của hơn 3.900 đảng viên. Đồng chí Lê Trường Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị. Giới thiệu quán triệt chuyên đề chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định kinh tế nước ta tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP giai đoạn 2016-2019 đạt khá cao, ở mức bình quân 6,8% một năm. Năm 2020, kinh tế mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lụt nghiêm trọng ở miền Trung, nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016-2020 đạt khoảng 6% một năm và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Giá cả hàng hóa tương đối ổn định, lạm phát hàng năm được kiểm soát thấp hơn mục tiêu đề ra. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thị trường ngoại hối và tỷ giá đi vào ổn định, lãi suất giảm dần, cơ cấu thu chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa. Các nhiệm vụ chi được thực hiện theo hướng tăng dần tỷ lệ chi đầu tư phát triển, giảm dần chi thường xuyên, đảm bảo các mục tiêu về bộ chi và nợ công. Huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng lên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, đạt mức kỷ lục và hiệu quả sử dụng dần được nâng cao. Các cân xuất nhập khẩu hàng hóa được cải thiện rõ rệt, chuyển từ thâm hụt sang thặng dư, cơ cấu xuất nhập khẩu chuyển dịch tích cực, bền vững hơn. Thị trường xuất khẩu được mở rộng và đa dạng, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp trong nước đã dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Thương mại trong nước tăng trưởng nhanh, kết cấu hạ tầng thương mại phát triển nhanh chóng, nhất là các hình thức bán lẻ hiện đại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020 là nền tảng quan trọng để làm tiền đề cho sự phát triển giai đoạn 5 năm tới 2021-2025. Mục tiêu 5 năm tới là đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020. Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Để đạt mục tiêu này, nhiều giải pháp đã được đề ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế số, phát triển cả vùng và cả khu kinh tế, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Về những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực phát triển nhanh và bền vững hơn trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Chiều 28 tháng 3, hội nghị tiếp tục giới thiệu quán triệt chủ đề những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó, sau hội nghị này,
cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội 13, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Tối qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩ Dạ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 10 ứng cử được cử tri nơi cư trú ở tổ dân phố 9 phường Vĩ Dạ nhận xét tín nhiệm để giới thiệu vào các cương vị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Trong đó, ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi nghe tiểu sử của các ứng cử viên, các cử tri đã phát biểu ý kiến nhận xét từng ứng cử. Đa số các cử tri đều đồng tình đánh giá cao sự đóng góp của các ứng cử thời gian qua và mong muốn nếu được cử tri tín nhiệm bầu giữ cương vị là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần phát huy tinh thần vì dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Đại diện người ứng cử, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cảm ơn các cử tri đã đóng góp các ý kiến đối với người ứng cử, đồng thời khẳng định nếu được tín nhiệm được bầu và giữ cương vị là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, các ứng cử luôn phát huy tinh thần trách nhiệm để làm tròn trách nhiệm của các đại biểu mà cử tri đã tín nhiệm. Sáng nay, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường 1940-2020. Về dự sự kiện ý nghĩa này, có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và các thế hệ giáo viên, học sinh của trường qua các thời kỳ. Hân hoan, bồi hồi và xúc động có lẽ là cảm xúc chung của các thế hệ thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương khi được trở về tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường. Những cái ôm ngỡ đã từ rất lâu hay những cảm xúc khi còn học tập và làm việc tại mái nhà chung Nguyễn Tri Phương lại ùa về với những kỷ niệm không thể nào quên. Hôm nay là rất là bồi hồi và suốt một đêm là không ngủ để mà sáng nay được gặp được các bạn ở xa cũng như là các thầy cô cũ. Cảm động, rất là cảm động. Ngôi trường này là cố gắng bỏ hơn 20 năm á. Cô quá nhiều kỷ niệm về trường này. Cho nên là và bây giờ cả em, tuy là cô đã về hưu rồi, nhưng mà cả em vẫn gắn bỏ với cô lắm. Tất cả các em hàng năm cô vẫn gặp được rất nhiều thế hệ học sinh. Nhưng mà hôm nay thì về lại trường, tuy là ngôi trường này không phải là ngôi trường ngày xưa của cô, nhưng mà cái không khí và những cái khuôn mặt, những cái tức là được gặp lại những các em học sinh cũ với cùng với các đồng nghiệp cũ á, thì là tự nhiên cái cảm xúc của mình hằng trỗi dậy, làm cho mình xúc động. Trường Nguyễn Tri Phương được xây dựng vào năm 1940, mang tên là Trường Tư thục Việt Anh. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, trường mang tên Trường Nguyễn Tri Phương từ năm 1955 cho đến nay. Đây là nơi biết bao thế hệ học sinh ưu tú được ươm mầm và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội, cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã cùng chia vui, chúc mừng và tri ân các thế hệ thầy cô giáo, học sinh của nhà trường trong ngày kỷ niệm 80 năm thành lập. Đồng thời mong rằng các thế hệ thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đáng tự hào, nỗ lực hơn nữa trong công tác dạy và học, hướng đến những giá trị nhân ái, trung thực, hợp tác, tiên phong, năng động, sáng tạo, khẳng định vị thế của ngôi trường trên bản đồ giáo dục cả nước. Cũng trong dịp này, trường vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Em rất tự hào vì em là một học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Em sẽ hứa là em sẽ trở thành một học sinh tiêu biểu của trường để sáng năm hoặc là nhiều năm hơn nữa em sẽ quay trở về trường giống như là các cựu học sinh, các cựu giáo viên ngày hôm nay. Em là hiện tại đang là một học sinh lớp 8 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, thì vào ngày 80 năm thì em cũng rất là tấm lòng như báo bạn hảo, là rất là hào hức và rất là vui vì cũng được là góp một phần công sức vào cái lễ kỷ niệm 80 năm nay, mặc dù là nó rất là nhỏ. Và hôm nay thì thấy không khí ở trường rất là vui, bởi vì rất là rộn ràng, tại vì là có rất là nhiều các thế hệ giáo viên cũng như là học sinh trở về đây thăm lại mái trường xưa, cũng muốn là kỷ niệm với mọi người. Rất là xúc động khi được đón cả thế hệ thầy cô giáo và cả thế hệ học sinh về tham dự lễ, và vui mừng xúc động khi tập thể thầy cô giáo và cả em học sinh rất thân thiện chung một mái trường Nguyễn Tri Phương, và để phát huy hơn nữa truyền thống dạy tốt học tốt của nhà trường, thì nhà trường sẽ nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ, đổi mới phương pháp trong dạy học,
và Đạt sẽ phấn đấu đạt kết quả hơn nữa trong thời gian đến. 80 năm ngày trở về gặp gỡ tri ân. Trở về để sẻ chia khát vọng, trở về để hoài niệm vùng trời ký ức của những năm tháng gắn bó giữa mái trường yêu dấu. Gìn giữ và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương tiếp tục tạo dựng nên một ngôi trường học tập, rèn luyện, thân thiện, năng động, sáng tạo, để mỗi học sinh có khả năng và ước vọng kiến tạo, có ý thức và bản lĩnh để trưởng thành, xây dựng quê hương đất nước và hội nhập quốc tế. Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung thuộc Trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế vừa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập trung tâm, tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Trong một phần tư thế kỷ, trung tâm đã liên tục phát triển, có nhiều đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong phát triển sản xuất và đời sống của người dân. Trung tâm đã đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở miền Trung Việt Nam. Và hiện nay, trung tâm đã được các đối tác đánh giá là một trong những tổ chức hàng đầu về phát triển nông thôn ở miền Trung và cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn trung tâm sẽ có nhiều đóng góp quý báu để hỗ trợ trong việc thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch cũng đề nghị lãnh đạo Đại học Huế, lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa để trung tâm tiếp tục phát triển hơn nữa và có nhiều đóng góp cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và miền Trung nói chung trong những giai đoạn tiếp theo. Cũng trong dịp này, trung tâm vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế dành cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng và phát triển. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Sáng nay, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 29 năm 2021, thu hút hơn 1.500 vận động viên và người dân tham gia. Tham dự khai mạc giải có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động tại 63 tỉnh thành trên cả nước nhằm kỷ niệm ngày thành lập ngành thể dục thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài thể dục và sức khỏe vào ngày 27 tháng 3 năm 1946, kêu gọi toàn dân tập thể dục, góp phần nâng cao sức khỏe. Tại lễ khai mạc, lãnh đạo tỉnh mong muốn người dân, đặc biệt là thế hệ thanh niên trên địa bàn tỉnh cần ra sức rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe để cống hiến cho quê hương đất nước. Ngay sau lễ phát động, lần lượt 25 đoàn bao gồm các hội lãnh đạo, hội đơn vị trường học và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã tham gia nội dung chạy hưởng ứng với quãng đường 1,4 km vòng quanh quảng trường Kỳ Đài, Ngọ Môn. Sau phần chạy hưởng ứng, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức giải Việt dã truyền thống tỉnh lần thứ 29 cho hơn 150 vận động viên đến từ 9 huyện, thành thị và các đơn vị trường học trong tỉnh. Theo lộ trình, các vận động viên cùng nhau tranh tài với các cự ly 6,2 km và 4,2 km dọc hai bên bờ sông Hương từ cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân đến cầu Giả Viên và kết thúc tại vạch đích trước sân Nghinh Lân Đình. Nhằm tăng cường kỹ năng thực hành, ứng dụng kiến thức trong học tập và thực tế, tạo cơ hội tham gia thi đấu cho học sinh tham gia học tự chọn ngoài khóa môn học robotics. Sáng nay, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh, Học viện Công nghệ Kita tổ chức cuộc thi Robotacon lần thứ 3 năm học 2021 với chủ đề Vượt qua đại dịch. Cuộc thi Robotacon lần thứ 3 diễn ra với sự tham gia đăng ký của hơn 110 thí sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh. Các em sẽ trải qua hai vòng thi, đó là thiết kế robot và tư duy lập trình. Thông qua cuộc thi, các em sẽ được phát triển khả năng tư duy, sáng tạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lứa tuổi thanh thiếu nhi, phát triển tích cực, tiện ích và hỗ trợ học tập cũng như tìm hiểu mở rộng kiến thức lập trình, sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính. Từ đó, góp phần thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật mạnh mẽ trong thanh thiếu nhi. Cuộc thi cũng sẽ là dịp để tuyển chọn các em học sinh đại diện cho tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự cuộc thi First Lego League và Robotacon WHO được tổ chức thường niên tại Đà Nẵng. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm ngay sau khi ra trường, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế tổ chức chương trình Ngày hội tuyển dụng năm 2021, thu hút hơn 20 doanh nghiệp tham gia, mang đến 700 cơ hội việc làm cho sinh viên. Ngày hội tuyển dụng Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế năm nay là cơ hội để gần 700 sinh viên gặp gỡ trực tiếp với 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng để trao đổi, đối thoại, tìm thông tin việc làm, giúp sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang học tại trường có cơ hội tìm kiếm việc làm.
Trường mình rất là quan tâm đến sinh viên khi mà tạo ra một cái ngày hội tuyển dụng với rất là nhiều cơ hội việc làm và phù hợp với lại cái ngành học của mình. Ở nhà trường rất là hay tạo những cái cơ hội để các bạn có thể thực tập tại các cái doanh nghiệp thực tế, cũng như là khi mà các những cái chương trình liên kết với lại doanh nghiệp để các bạn có thể có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp rất là nhiều. Là em nghĩ đó là một cái cơ hội để em có thể gặp gỡ và giao lưu với các cái doanh nghiệp và công ty, và qua đó cũng thể hiểu hơn về cái nhu cầu của họ đối với ngành học của mình. Thì hy vọng ngày hội việc làm hôm nay em sẽ tìm được một cái công việc phù hợp với mình. Những ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất như ngân hàng, tài chính, nhân viên marketing, nhân viên hành chính, cũng như các sinh viên khác, sinh viên Trần Thị Hồng Thủy và sinh viên Ngô Mỹ Như Bình đến từ chuyên ngành marketing tin tưởng sẽ có cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý có chất lượng, uy tín ở Việt Nam. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có không ít những ngành có thế mạnh như kinh tế, quản trị kinh doanh. Ngoài việc tổ chức các ngày hội tuyển dụng, nhà trường thực hiện ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, đưa sinh viên đến trực tiếp các doanh nghiệp để tìm hiểu những yêu cầu cụ thể của từng ngành nghề, để từ đó có những điều chỉnh phù hợp với chương trình đào tạo của nhà trường. Hơn 56% nhân sự của chúng tôi là được là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Huế. Tôi cũng mong muốn là có nhiều hơn nữa những cái ngày hội việc làm như thế này được tổ chức không chỉ ở Trường Đại học Kinh tế Huế mà ở những cái trường khác cũng như là những cái sân chơi khác dành cho sinh viên để họ có cái điều kiện gặp gỡ với các cái doanh nghiệp mà có cái nhu cầu tuyển dụng. Thì trong cái chương trình đào tạo của nhà trường thì có một cái thời gian các em đi thực tập và nghề nghiệp, và các em được các thầy giáo hướng dẫn về trực tiếp các doanh nghiệp. Nhà trường có nối kết với các doanh nghiệp, và trong các môn học mà chuyên ngành xấu thì các giáo viên là mời các cái chuyên gia, các cái nhà quản lý doanh nghiệp, những người từng trải trong công tác quản lý cái lĩnh vực sâu của mình đến để giảng dạy và đến để nói chuyện với sinh viên. Trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi đó, thì hàng năm có điều chỉnh, hai năm có điều chỉnh một lần, thì có mời các doanh nghiệp vào tham gia để mà đánh giá chương trình cũng như là để điều chỉnh và thêm những cái phần mà có cái nhu cầu hiện nay trong thực tiễn và các doanh nghiệp cần để mà rà soát và bổ sung chương trình đào tạo. Dịp này, nhà trường tổ chức trao bằng cho 67 thạc sĩ, 623 tân cử nhân, trong đó có 382 sinh viên tốt nghiệp sớm với thời gian 3,5 năm. Ngày hội tuyển dụng cùng với sự liên kết chặt chẽ giữa hai nhà trường và nhà tuyển dụng tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường. Qua đó, rút ngắn khoảng cách đào tạo và sử dụng lao động như hiện nay, các tân cử nhân đã lựa chọn được đích đến đầu tiên trong cuộc đời mình, và các nhà tuyển dụng được những nhân viên xuất sắc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Cục trưởng Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đang thử nghiệm nộp phạt vi phạm giao thông qua mã số định danh và bước đầu đã thành công. Cụ thể, mới đây, khi xử lý vi phạm giao thông tại một địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ cần tiến hành nhập số căn cước công dân người vi phạm vào hệ thống có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó, hệ thống này sẽ tự động hiển thị thông tin của người vi phạm để cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt online. Còn người vi phạm có thể nộp phạt qua ngân hàng tích hợp trên cổng dịch vụ công. Điều này giúp cơ quan chức năng và người dân đều thấy thuận lợi, rút ngắn thời gian xử phạt xuống chỉ còn 10 phút. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, tình trạng xe quá khổ quá tải có xu hướng hoạt động gia tăng trở lại. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm. 19 giờ ngày 26 tháng 3, trên quốc lộ 1A đi qua địa phận huyện Phú Lộc, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc đã tổ chức chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ô tô lưu thông trên tuyến. Chỉ trong 30 phút, cán bộ chiến sĩ đã phát hiện, xử lý 3 xe ô tô chở keo tràm vượt quá chiều cao quy định. Cùng trong tối cùng ngày, trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc phối hợp với tổ công tác của thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra cân tải trọng tại km 0+200 đường vào cảng Chân Mây, huyện Phú Lộc. Đây là tuyến đường thường xuyên có nhiều phương tiện ô tô chở hàng hóa lưu thông. Quá trình kiểm tra được triển khai thực hiện chặt chẽ, liên tục từ 18 giờ đến 24 giờ. Tiến hành cân tải trọng 18 phương tiện của các cá nhân, tổ chức. Kết quả kiểm tra cân tải trọng, các phương tiện không chở hàng vượt quá tải trọng cho phép. Thì khi mình bốc hàng ở cảng lên thì mình ở dưới cảng công tác cân tải trọng có thực hiện cái cân ở dưới cảng không? Dạ có ạ. Thì như anh chở như vậy thì xe anh được chở được bao nhiêu tấn? Dạ 30 tấn ạ. Xe anh chở bao tấn? Mà tải trọng xe anh là bao nhiêu ạ? Tải trọng của em là 32 ạ. 32. Theo trong đăng kiểm là 32 ạ.
là chuyển hàng này mình có chở thì anh có vượt quá tải trọng không? Dạ không ạ. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý các phương tiện vi phạm quá khổ quá tải trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phú Lộc. Trước đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng đã phối hợp cùng Tổ công tác Thanh tra Giao thông tiến hành cân tải trọng tại đường Tránh Huế thuộc địa phận thị xã Hương Trà nhiều ngày liên tục, kịp thời phát hiện xử lý nhiều phương tiện chở hàng vượt quá tải trọng. Nhưng mà do bây giờ là hàng hóa giờ nó cước thì nó thấp quá, mà giờ chở ít thì lại vừa không đủ dư rồi không có tiền rồi. Thì xe nó báo chở thêm ít vậy đỡ gì có chi phí dài, mình rút kinh nghiệm cho giờ chứ mà chạy mà dài về mức phạt nó cao quá thì coi như chủ xe nó không cho chạy nữa. Kế hoạch liên ngành về cân tải trọng giữa công an tỉnh và sở thanh tra sở giao thông vận tải cùng tôi đã cân thường xuyên và cũng đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quá tải và đã có những ra quyết định xử lý nghiêm. Thì tối hôm nay thì chúng tôi cũng tiếp tục thực hiện cái kế hoạch phối hợp liên ngành tại km 867 thuộc quốc lộ 1A thuộc huyện Phú Lộc, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra gần 18 phương tiện chở than từ cảng đi sang nước bạn Lào. Thì qua kiểm tra giữa cân tổ cân lưu động của thanh tra cùng với lực lượng của phòng cảnh sát giao thông thì gồm 18 phương tiện nhưng cũng chưa phát hiện phương tiện nào vi phạm theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường các tổ công tác tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở hàng hóa tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe trên đường bộ và các hành vi vi phạm luật giao thông khác, có phần răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ cho chủ phương tiện và lái xe cũng như người dân nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Thưa quý vị và các bạn, mưa Huế là chất liệu, là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận cho giới văn nghệ sĩ trên nhiều lĩnh vực và đã có không ít văn nghệ sĩ đã để lại dấu ấn đậm nét trên con đường hoạt động nghệ thuật khi khai thác đề tài này. Nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Sơn là một trong những người có nhiều tác phẩm ảnh nghệ thuật ghi lại khoảnh khắc về cuộc sống thường nhật của người dân mưu sinh dưới làng mưa Huế. Trong đó có không ít tác phẩm một lúc đã đạt nhiều giải thưởng cao ở trong nước và quốc tế. Phần của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người nghệ sĩ tài hoa này qua phóng sự sau. Đến với nghề ảnh từ lúc con rất trẻ, trải qua nhiều mảng đề tài sáng tác khác nhau, nhưng cuối cùng mưa Huế là đề tài tạo cho nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Sơn nhiều mạch nguồn cảm hứng sáng tác trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Mưu sinh là câu chuyện kể bằng ngôn ngữ hình ảnh về nỗi vất vả của người đàn ông khuyết tật, cụt hai chi dưới, mưu sinh với nghề bán vé số dưới làng mưa bằng xe lăn. Đây là tác phẩm lần đầu tiên đạt huy chương bạc quốc tế tại Singapore năm 2010 về chủ đề mưa của anh Hồ Ngọc Sơn. Giải thưởng là niềm động viên lớn để thôi thúc anh gắn bó và khai thác sâu hơn về mảng đề tài này. Vào hồi đã nhiều năm tôi đã chụp nhiều chủ đề, phong cảnh về thiên nhiên và con người. Và đến lúc tôi nhận thấy chủ đề mưa có nhiều cảm xúc với tôi, đặc biệt là mưa Huế. Sự vất vả mưu sinh dưới làng mưa mờ ảo tạo chiều sâu cho bức ảnh thì và cảm xúc đó làm cho tôi chọn chủ đề mưa để chụp nghĩa mưa. Thì tôi cũng có giải và làm cho động lực của tôi cố gắng chụp nhiều bức ảnh về mưa Huế. Khó khăn lớn nhất trong quá trình tác nghiệp dưới mưa đó là người nghệ sĩ luôn luôn đẫm ướt, máy ảnh phải được bọc kín ni lông, ảnh chụp một cách tự nhiên, không dàn dựng nên khó chọn được bối cảnh đẹp. Song với tình yêu và niềm đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, nhiều năm qua, nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Sơn đã liên tục gặt hái nhiều thành công và giải thưởng cao của quốc tế và trong nước, đặc biệt là đề tài về cuộc sống thường nhật của người lao động tân tạo dưới làng mưa. Tác phẩm Trên đường về đạt 5 giải thưởng quốc tế, gồm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc vào các năm 2019, 2020 và 2021. Tác phẩm Du lịch Huế đạt huy chương vàng tại Bangladesh năm 2019 và huy chương bạc tại Mỹ năm 2020. Tác phẩm Đời đạt một lúc 3 giải thưởng cao quốc tế và trong nước vào năm 2020. Tôi cũng rất là vui và cũng rất hạnh phúc và cũng tự hào là chụp nhiều bức ảnh về Huế, có người Huế và với chủ đề mưa, và tôi cũng rất là vinh dự đã được nhiều hội đồng giám khảo trong nước và quốc tế đánh giá cao về bức ảnh của mình. Đó là một động lực để cho tôi phấn đấu sáng tác tiếp những nhiều bức ảnh sắp tới.
và chủ đề mưa. Mỗi năm là tôi thường chụp nhiều, mỗi năm là mỗi ống kính khác nhau để cho góc chụp để mình thay đổi, và mình cũng cố gắng để tạo nhiều bức ảnh mới lạ hơn. Trong những bức ảnh về mưa của anh Sơn ấy, thì nó có những cái khoảnh khắc rất là đẹp, ghi lại được cái đời thường cuộc sống hoạt động của con người ở xứ Huế, mà nó truyền tải được những cái gì ạ, cái gian truân vất vả, nhưng nó là trở thành chứng minh được sự vượt khó của bà con. Và trong những bức ảnh đó, ngoài những cái tính nghệ thuật thì nó có chiều sâu của bức ảnh, cho nên mình rất là thích bức ảnh của Hồ Ngọc Sơn. Mình nghĩ rằng là Hồ Ngọc Sơn đến tương lai ấy, thì cũng cố gắng làm sao để truyền tải được cái kinh nghiệm chụp ảnh đó để cho một số anh em nghệ sĩ nhiếp ảnh tiếp bước theo cái sự nghiệp đó. Theo nhiếp ảnh gia Hồ Ngọc Sơn, để có những tác phẩm đẹp về đề tài mưa Huế, đòi hỏi người chụp phải có niềm đam mê thực sự, cần tìm được đối tượng chụp, chọn nhanh góc độ, bố cục và khoảnh khắc bấm máy. Thời gian tới, anh sẽ cố gắng chụp bằng nhiều ống kính khác nhau để góc chụp có nhiều thay đổi, nhằm tìm kiếm những bức ảnh đẹp mới lạ, góp phần mang đến cho công chúng và người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh nhiều cung bậc cảm xúc về đề tài này. Với nhiều thành tích xuất sắc và sự đóng góp cho nền nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, năm 2019, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Ngọc Sơn đã được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam, giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc năm 2020. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.